ở vùng đất nào đang khiến NATO phải mất 10 năm để đuổi kịp Nga về ưu thế quân sự. Israel cân nhắc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Tổng thống Pháp thỏa thuận đóng tàu ngầm với Úc không phải để đối đầu với Trung Quốc. Tổng thống Zelensky, 10 triệu người dân Ukraine rơi vào cảnh bất điện. Myanmar trả tự do cho nhà kinh tế học người Úc và 6.000 người khác. Jamaica ban bố tình trạng khẩn cấp vì bạo lực băng đảng. Lạm phát ở Anh tăng cao nhất 41 năm. Các phi hành gia Trung Quốc thực hiện hoạt động ngoài không gian lần thứ 3. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine đã kết thúc kỷ nguyên hợp tác sau chiến tranh lạnh. Những vùng đất trước đây ít ai để ý đến lại dần nổi lên như những khu vực cạnh tranh quân sự giữa các bên. Liên tiếp những sự kiện xảy ra ở Bắc Cực trong những năm gần đây cho thấy việc giám sát các vùng biển quanh lãnh thổ của các quốc gia là vô cùng khó khăn, đặc biệt là một đại dương có diện tích gấp rưỡi nước Mỹ như Bắc Cực. Theo phóng viên người Pháp Willy Future, giữa lúc các đồng minh NATO đang tập trung quy tụ về mảnh đất tiềm năng Bắc Cực thì Nga đã chiếm ưu thế quân sự tại khu vực này từ lâu. Trong những năm gần đây, các nước NATO và Nga đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự trong khu vực. Vào tháng 9, tàu chiến Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tập trận chung ở biển Bering. Sau đó, Na Uy đã nâng mức báo động quân sự vào tháng 10. Kể từ năm 2005, Nga đã mở lại hàng chục căn cứ quân sự ở Bắc Cực từ thời Liên Xô, hiện đại hóa hải quân và phát triển các tên lửa siêu thanh mới được thiết kế để vượt qua các cảm biến và hệ thống phòng thủ của Mỹ. Có 4 chuyên gia về Bắc Cực cho rằng phương Tây sẽ mất ít nhất 10 năm để bắt kịp quân đội Nga trong khu vực này. Colin Warren, cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cho biết, hiện tại cán cân quân sự ở Bắc Cực đang nghiêng nhiều về phía Nga. Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế EESS và Reuters tổng hợp, các căn cứ của Nga bên trong vòng Bắc Cực nhiều hơn của NATO khoảng 1/3. Theo EESS, Nga hiện có 11 tàu ngầm có khả năng phóng vũ khí hạt nhân tầm xa và có thể sử dụng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực. 8 trong số đó được đóng ở bán đảo Kola Bắc Cực. NATO có 22 bao gồm của cả Mỹ, Pháp và Anh. Có thể nói sự thức tỉnh của NATO được đánh dấu kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Canada đã cam kết tăng chi tiêu quân sự khoảng 13 tỷ đô la Canada, 10 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả việc nâng cấp hệ thống radar cảnh báo sớm với Mỹ. Quân đội Mỹ cho biết họ đang lên kế hoạch đầu tư và nâng cấp tại một căn cứ ở Thule, Greenland để sửa chữa cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Một phái đoàn của Mỹ đã tới Greenland vào tháng 5 để tìm các vị trí đặt radar. Thụy Điển và Phần Lan đã bắt đầu đầu tư vào khả năng giám sát và răn đe, cũng như các thiết bị quân sự bao gồm cả máy bay phản lực để lực lượng không quân có thể chiến đấu cùng đồng minh NATO. Đan Mạch đã dành ra khoảng 200 triệu đô la để cải thiện khả năng quân sự ở Bắc Cực, bao gồm các vệ tinh và máy bay không người lái giám sát có khả năng bay tới 40 giờ, đồng thời đang mở lại một radar thời chiến tranh lạnh trên quần đảo Faroe, nằm giữa Vương quốc Anh và Iceland. Na Uy có vùng biển trải rộng trên 2 triệu km vuông có 4 vệ tinh để giúp theo dõi Bắc Cực. Nước này sẽ phóng thêm 4 chiếc nữa, 2 chiếc vào năm 2023 và 2 chiếc vào năm 2024. Hiện Na Uy cũng đang đầu tư 35 triệu đô la vào chương trình không gian Adria để thiết lập một sân bay vũ trụ. Thụy Điển và Canada cũng đang lên kế hoạch xây dựng các sân bay vũ trụ ở Bắc Cực. Sau đợt tấn công hôm 10 tháng 10 của Nga khiến gần một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine bị hư hại, chính quyền Kiev đã liên tục kêu gọi phương Tây và đồng minh cung cấp hệ thống phòng không, đặc biệt là Israel. Thế nhưng quốc gia Trung Đông này lại 5 lần 7 lượt từ chối. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là Thủ tướng vừa đắc cử của Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã đồng ý xem xét việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Zelensky nói ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng vừa đắc cử của Israel, ông Netanyahu. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng Kiev không sử dụng vũ khí của Israel để chủ động tấn công đối phương mà là để bảo vệ người dân. Đáp lại, nhà lãnh đạo sắp tới của Israel đã đảm bảo rằng sẽ cân nhắc đáp ứng nhu cầu tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine. Theo trang tin AA.com, Tổng thống Zelensky không tiết lộ đã thực hiện cuộc điện đàm với ông Netanyahu khi nào. Vào tháng 10, trước khi cuộc tổng tuyển cử Israel diễn ra, ông Netanyahu đã hứa rằng sẽ xem xét việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu ông đắc cử thủ tướng. Sau đó, nhà chính trị gia 73 tuổi đã thành công trở lại vị trí lãnh đạo Israel khi liên minh cánh hữu của ông giành thế đa số trong quốc hội. Hôm 17 tháng 11, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cho biết là thỏa thuận đóng tàu ngầm cho Úc không phải là để đối đầu với Trung Quốc. Được biết, thỏa thuận này đã bị hủy bỏ.
Phát biểu khi đến thăm một bảo tàng ở Bangkok trước thềm tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, ông Macron nói, thỏa thuận đó không phải để đối đầu với Trung Quốc vì chúng không phải là tàu ngầm hạt nhân. Nhưng cựu Thủ tướng Úc ông Morrison đã bãi bỏ thỏa thuận này và chọn mua các tàu ngầm hạt nhân khác. Vào năm 2021, Úc dưới thời lãnh đạo của cựu Thủ tướng Scott Morrison đã hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la với Pháp, thay vào đó chọn mua tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh. Tiếp sau đó, chính phủ mới của Úc là Thủ tướng Anthony Albanese đã thực hiện khoản bồi thường trị giá 555 triệu euro vì đã rút lui. Đây là động thái mà chính phủ hy vọng sẽ giúp hàn gắn rạn nứt giữa hai nước. Hôm 17 tháng 11, khi đến Thái Lan, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cũng đã gặp Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha tại Bangkok trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sắp diễn ra từ đây. Tổng thống Macron đã ký vào sổ lưu bút và sau đó hội đàm cùng với Thủ tướng Prayut tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan. Theo Reuters, ông Macron sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC với tư cách là khách mời đặc biệt diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11. Tổng thống Pháp cũng đã đến thăm một viện bảo tàng vào hôm 17 tháng 11 và gặp cộng đồng người Pháp ở Bangkok vào cuối ngày. Gần đây, Nga vừa thực hiện đợt tập kích hàng loạt mới bằng tên lửa ở Ukraine, được đánh giá là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Quan chức Ukraine cho biết là khoảng 90 tên lửa đã được Nga bắn đi nhằm vào cơ sở quân sự và năng lượng trên khắp nước này. Vụ việc đã khiến mối lo ngại về một mùa đông lạnh giá, thiếu năng lượng ở Ukraine ngày càng sâu sắc. Trong bài phát biểu bằng video trên Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết 10 triệu người tại nhiều thành phố Ukraine đã bị mất điện sau đợt tập kích mới của Nga, trong đó có Kiev, Kharkiv, Zhytomyr và Lviv bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhà lãnh đạo lưu ý các vấn đề về kết nối Internet và những kênh liên lạc khác cũng bị gián đoạn. Ukraine đã trải qua tình trạng mất điện liên tục kể từ đợt tập kích bằng tên lửa hôm 10 tháng 10 của Nga nhằm đáp trả vụ nổ cầu Crimea. 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại sau cuộc tấn công này. Hôm 17 tháng 11, chính quyền quân sự của Myanmar đã trả tự do cho ông Sean Tunnell, một nhà kinh tế học người Úc và là cựu cố vấn cho Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi. Cùng lúc đó, 6.000 người khác cũng được trả tự do theo lệnh ân xá. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết chính phủ hoan nghênh những thông tin mới nhất liên quan đến ông Tunnell. Ông đã bị phía Myanmar buộc tội vi phạm luật bí mật nhà nước và bị kết án 3 năm tù vào tháng 9. Bà Wong viết trên Twitter rằng, giáo sư Tunnell là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hiện chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm vào thời gian này. Myanmar đã rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ khi quân đội tổ chức đảo chính vào tháng 2 năm ngoái, bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Reuters đưa tin Thủ tướng Jamaica Andrew Holness mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực gồm thủ đô Kingston và các tỉnh thành miền Trung và Tây nước này để đối phó với bạo lực băng đảng vốn gia tăng gần đây. Theo Reuters, việc áp đặt tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép các chính quyền địa phương có nhiều quyền hạn hơn như thực hiện các cuộc khám xét và bắt giữ mà không cần giấy phép. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Holmes nói, đất nước đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể các hoạt động tội phạm, đe dọa đến trật tự công cộng, tài sản và lợi ích của người dân. Theo nhà lãnh đạo, số vụ phạm tội sẽ tăng mạnh trong vài tuần tới khi người dân bắt đầu bước vào mùa nghỉ lễ. Ủy viên lực lượng cảnh sát quốc gia Jamaica hôm 15 tháng 11 cho biết, tính từ đầu năm, nước này ghi nhận tổng cộng gần 1.400 vụ giết người, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó 2/3 số vụ là do bạo lực băng đảng. Jamaica là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao nhất khu vực Caribe. Theo CNN, Thủ tướng Canada Justin Trudeau mới đây đã xóa một bài đăng trên Twitter về Iran. Nguyên nhân là do bài viết này chứa thông tin sai lệch. CNN cho biết Thủ tướng Trudeau đã chia sẻ trên Twitter vào đầu tuần này rằng chế độ Iran đã đưa ra quyết định khủng khiếp khi thực hiện án tử hình đối với gần 15.000 người biểu tình. Tuy nhiên, 12 tiếng sau, nhà lãnh đạo Canada đã gỡ bỏ dòng tweet này xuống. Một phát ngôn viên của chính phủ Canada nói với CNN rằng bài đăng thiếu thông tin và bối cảnh cần thiết, do đó nó đã bị xóa. Sau người này cho biết thêm, đó có thể là viễn cảnh trong tương lai của hàng nghìn người đang bị chính quyền Iran giam giữ. Trước đó, nhiều người nổi tiếng và người dùng đã chia sẻ một bức ảnh trên Instagram về một phụ nữ cầm cờ Iran kèm chú thích. Iran kết án tử hình 15.000 người biểu tình, một bài học cho tất cả những kẻ nổi loạn. Sau đó, Instagram đã gắn thẻ những bài đăng như vậy là thông tin sai sự thật. Hiện Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Vụ việc diễn ra sau khi cơ quan lập pháp Iran kết án tử hình đối với một người biểu tình. Liên Hợp Quốc cảnh báo sẽ có nhiều người hơn nữa phải nhận bản án tương tự. Làn sóng chống chính phủ Iran bùng phát kể từ giữa tháng 9 liên quan đến cái chết của cô gái trẻ. Nạn nhân đã qua đời sau vài ngày bị cảnh sát bắt giữ tại Tehran do vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo. Trong khi đó, nền kinh tế Anh vừa đón nhận tin xấu khi đang trong giai đoạn suy thoái. Theo dữ liệu được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS công bố hôm 16 tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng ở Anh trong tháng 10 đã tăng lên 11,1%, mức cao nhất trong 41 năm.
Mức tăng này cao hơn nhiều so với tháng trước là 10,1% và so với dự báo của các nhà phân tích là 10,7%. Nguyên nhân khiến lạm phát ở xứ sở sương mù tiếp tục tăng là do giá năng lượng và lương thực vẫn ở mức cao. Theo dữ liệu được ONS đưa ra tuần trước, nền kinh tế Anh đã đi xuống trong quý thứ ba. Ngân hàng Trung ương Anh trong dự báo mới nhất nhận định rằng nền kinh tế nước này sẽ suy thoái đến nửa đầu năm 2024. Để kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lên mức 3% vào đầu tháng. Dự kiến Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt sẽ công bố kế hoạch chi tiêu ngân sách mới của chính phủ vào ngày 17 tháng 11, có thể gồm việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu trong khu vực tài chính công. Ở Vương quốc Anh đang đối mặt với tình trạng kinh tế và chính trị bất ổn trong thời gian qua. Một quan chức ngân hàng trung ương của quốc gia này cho rằng chính Brexit là nguyên nhân gây áp lực lên nền kinh tế hiện nay. Bà Swati Dringra, thành viên Ủy ban Tài chính Quốc hội và Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh khẳng định rằng Anh Quốc bị suy giảm tăng trưởng thương mại rất nhiều so với các cường quốc khác. Nguyên nhân chính là do việc rời khỏi Liên minh châu Âu đã làm giảm đi nhiều cơ hội hợp tác kinh tế. Theo Reuters, các hộ gia đình ở Anh Quốc đang bị lạm phát ăn mòn vào ngân sách chi tiêu của họ. Tuy nhiên, trong một phiên họp gần đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Quốc, ông Andrew Bailey, cho biết là sẽ không chấp nhận chính sách tăng lương. Một quốc gia EU khác cũng đang gặp phải tình trạng tương tự như Anh Quốc, đó là Italia. Mới đây, Viện Thống kê Quốc gia Italia cho biết là chỉ số giá tiêu dùng trong nước của quốc gia Nam Âu đã chạm mốc 11,8% vào tháng 10. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1984. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Italia hồi tháng 9 là 8,9%, đến tháng 10 tăng đến mức kỷ lục 11,8%. Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ lạm phát kỷ lục của Italia là giá năng lượng tăng cao. Bên cạnh đó, báo cáo của Viện Thống kê Quốc gia cho thấy là trong năm nay, giá tiêu dùng và thực phẩm đã tăng thêm 1,8% hàng tháng. Tháng trước, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Năng lượng Nomisma Energia, ông Davide Tarabelli, đã nhận định rằng Italia cùng với phần còn lại của Liên minh châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Giá điện tại khu vực này gần như tăng gấp đôi và Italia nên chuẩn bị một số phương án để đối phó với mùa đông lạnh sắp tới. Trang AT đưa tin, tượng đài khúc côn cầu của Nga, ông Alexander Martynyuk đã qua đời ở tuổi 77 vào ngày 16 tháng 11 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Thông tin về sự ra đi của ông Martynyuk được đội bóng cũ Spartak Moscow đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên đã để lại bình luận thể hiện sự kính trọng và tiếc thương đối với huyền thoại khúc côn cầu ở bên dưới. Ông Martynyuk có hai lần cùng tuyển Liên Xô vô địch thế giới vào năm 1971 và 1973. Dưới màu áo đội bóng Spartak Moscow, ông giành được 3 chiếc cúp vô địch quốc gia Liên Xô. Spartak Moscow đã dành một phút mặc niệm huyền thoại Martynyuk trong trận đấu với đội KHL ở thủ đô Moscow trong ngày 16 tháng 11. Mặc dù vừa giành được thắng lợi trong vụ kiện quấy rối tình dục ở Mỹ, nhưng mới đây nam diễn viên gạo cội từng đoạt giải Oscar Kevin Spacey đã nhận thêm 7 tội danh lạm dụng tình dục ở Anh, nơi ông đang đối mặt với 5 cáo buộc tương tự. Thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, cơ quan công tố Vương quốc Anh CPS đã phê chuẩn bổ sung các tội danh lạm dụng tình dục mới chống lại Kevin Spacey vào ngày 16 tháng 11. Trong số đó có hành vi tình dục cưỡng chế đối với một người đàn ông trong thời gian từ năm 2001 đến 2004. Hiện luật sư đại diện nam diễn viên chưa bình luận về thông tin trên. Kevin Spacey, 62 tuổi, trở thành ngôi sao sáng của Hollywood vào năm 1995 khi giành giải Oscar cho vai phụ trong phim The Usual Suspect. Vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của ông là vai chính trong loạt phim đình đám của Netflix House of Cards 2013-2017. Tuy nhiên, ông đã bị nhà sản xuất thẳng tay loại bỏ khỏi dự án sau khi nhiều người cáo buộc ông lạm dụng tình dục. Hồi năm ngoái, ông phải bồi thường cho đoàn làm phim 31 triệu đô la vì khiến loạt phim House of Cards kết thúc không như mong muốn. Theo cơ quan không gian của Trung Quốc, các phi hành gia của con tàu vũ trụ Thần Châu 14 đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian thứ 3 vào ngày 17 tháng 11. Hai nhà du hành là Chen Zhong và Ka Shuje đã di chuyển ra khỏi con tàu của mình để thực hiện nhiệm vụ. Người thứ ba là Liu Yang vẫn ở lại trạm không gian để hỗ trợ cho hai thành viên đang ở bên ngoài. Phi hành gia Chen Zhong chịu trách nhiệm chính đã bước ra khỏi mô đun cabin phòng thí nghiệm Wang Tian và hoàn thành việc kết nối Wang Tian với cabin Tianye. Toàn bộ nhiệm vụ kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ. Ba nhà du hành đã bay đến trạm không gian vào ngày 5 tháng 6 và thực hiện nhiệm vụ kéo dài 6 tháng. Trung Quốc đang có kế hoạch phóng con tàu Thuần Châu 15 vào cuối năm nay. Tất cả các thành viên của tàu Thuần Châu 14 và Thuần Châu 15 sẽ cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ mang tính lịch sử cho ngành không gian vũ trụ của Trung Quốc. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.